Mùa nước lũ đã lên. Năm 2018, lũ về sớm hơn so với mọi năm gần một tháng. Nước về, tôm cá cũng về theo. Nông dân miền Tây lại tất bật bắt tay vào làm lợp cua đón con nước. Ấp Bình Thạnh B, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình anh Bùi Thanh Hùng tất bật từ sáng đến tối để đang đủ lợp cua giao cho khách. Người giót tre, người làm hom, người đăng lợp. Ngày này thì làm quanh năm, nhưng cứ độ tháng 6, tháng 7 âm lịch hàng năm là thời gian cao điểm, nhu cầu đặt lợp của người dân lên cao nhất. Thì ngày lợp này thì đủ trang trải cuộc sống, khỏe hơn mà không có đi đồng cực. Ở nhà thì tối ngày ở nhà với mặn. Thì gia đình có ba người mặn đó thì từ 6 giờ tới chiều mới nghỉ. Lợp cua là một dụng cụ đánh bắt thủy sản được làm bằng tre. Làng nghề làm lợp cua ở thị xã Hồng Ngự có hơn 60 hộ. Nhiều hộ sản xuất quy mô lớn còn thuê lao động có tay nghề gia công sản phẩm để cung ứng kịp thời đơn đặt hàng cho khách. Dù mùa lũ chỉ mới bắt đầu, nhưng đã có gần 50.000 lợp cua được bán ra thị trường với giá từ 25.000 đến 27.000 đồng một cái, tùy theo nguyên liệu. Trừ chi phí, người làm lợp lời hơn 10.000 đồng một cái. Năm nay thì cái làng nghề lợp cua này nó sẽ được tiếp tục duy trì và phát triển, thì hàng năm nó sẽ giải quyết việc làm cho trên dưới khoảng 250 đến 300 lao động có việc làm thường xuyên. Năm nay thì cái lũ về sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm thì cái khả năng cái lượng lợp bà con làm ra khả năng sẽ tiêu thụ dễ dàng hơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.